Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là bộ xúc rửa kim phun ô tô. Đây chính là chi tiết của bộ xúc đấy. Trong những cái bộ này thì nó sẽ bao gồm một cái cuốn giới thiệu sơ qua về sản phẩm và một cái cuốn để sử dụng, mà hướng dẫn sử dụng trước khi dùng đấy ạ. Đây. Bộ dụng cụ xúc bếp trực tiếp trên xe, đầy đủ các chi tiết. Bộ xúc bếp trên ô tô có thể làm sạch hệ thống nhiên liệu, hệ thống hút với vòi phun nước, các rắc kết nối nhanh. Đây là các rắc kết nối nhanh của nó đấy ạ. Chống dỉ, chống nhiệt, kết nối nhanh, tiện lợi, phù hợp với các loại dung môi sử dụng. Có van một chiều, đó ạ. Có van một chiều để khóa chặt không khí, chịu được áp suất lớn. Với van đa chức năng có thể kết nối để thêm dung dịch hoặc thải bớt ra. Có các kìm kẹp, đó ạ. Anh em có thể nhìn thấy có các loại kìm kẹp đó. Kìm kẹp tiện lợi nhanh chóng, bộ xúc rửa trực tiếp làm sạch hệ thống nhiên liệu, hệ thống phun, hệ thống lọc 3 ống xả, làm mới động cơ, cải thiện chất lượng nhiên liệu. Với cái áp suất của nó là sẽ từ 0 đến 140 PC, trọng lượng là 3,6 kg, bình chứa của nó là lên đến 1000 ml. Chúng ta sẽ sử dụng là chúng ta tìm cầu chì, dơ le hoặc tắt điện của bơm xăng ngắt kết nối với vị trí dễ tháo thao tác nhất, tìm đầu nối ống dẫn nhiên liệu ngắt kết nối, lựa chọn đầu kết nối tích hợp để kết nối công cụ truyền dung dịch với đầu nối và đường dẫn nhiên liệu và kim phun. Đó. Mở van bình chứa dung dịch, kiểm tra chắc chắn dung dịch không bị rò rỉ, khởi động động cơ cho động cơ hoạt động. Không tải tầm 15 đến 20 phút sau khi chạy không tải, khóa van dung dịch, ngắt kết nối khí nén, nhấn xả áp trên nắp chứa bình dung dịch để xả lượng dư hơi trong dung dịch. Đây ạ. Đó. Anh em có thể nhìn thấy không ạ? Đây. Đó, 140 luôn. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hay liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kỹ thuật 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.